everybody. Hope you're having a good day. As for us, we're at the beach today trying to see if a campfire on the beach at night is fun. So please come with us to see the result. Xin chào cả nhà. Hy vọng cả nhà có một ngày vui vẻ. Còn tụi này đây thì hôm nay đang có mặt ở bãi biển Galveston, cách Houston 90 phút. Tụi này muốn thử xem coi đốt lửa trại trên bãi biển vào ban đêm coi có vui không. Xin cả nhà đến với gia đình bé Ú coi kết quả ra sao nha. The wind is so strong today, so let's see if we can even get the fire going. Before we came, we have already gathered a few logs and some twigs for the fire. Hôm nay gió rất mạnh, vì vậy để xem coi mình có thể đốt cháy được lửa hay không cho cái cắm trại này. Trước khi đi, tụi này cũng đã thu thập một vài khúc gỗ và một số cành cây để đốt lửa. Here the husband is trying to get the fire started. Đây ông xã đang bắt đầu châm lửa nè. Wow, thành công rồi. Success. Có lửa rồi. We got the fire. Cũng làm mấy lần mới được đó. We tried several times before we got the fire going. Let's see if we can snap our fingers and have food appear. Để xem coi chúng ta có thể búng tay và thức ăn hiện không. Little one so good, it worked. Bé Ú giỏi quá, thành công rồi. Có bánh mì ăn. The fire is definitely big, but we didn't feel warm at all. The wind was so strong and we're so cold and the fire didn't do much to help. So it's not that fun, but a lot of work. However, if you have kids, it's a good experience for them to at least try it once. Lửa lớn vậy á, mà không có ấm chút nào hết. Thời tiết gió rất là lạnh. Cho nên tụi này thấy là làm cái việc này không có vui mà mệt. Nhưng mà có con nít thì cũng tốt cho tụi nó có trải nghiệm này. Well, thank you so much for watching and supporting our channel. Until next time, bye bye. Cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ. Xin hẹn ngày tái ngộ. Xin chào.